là cái ngày đến bao giờ mới xong nhỉ? Và kiểu này đấy, mình thông minh phết nhỉ. Trời ơi, bẩn như này rồi. Mới rửa có sạch được không nhỉ? Bẩn như này mới rửa có sạch được không đây? Đang yên đang lạnh. Sạch rồi. Sạch rồi. Sạch rồi. Thế này nấu làm sao được cái chứ? Thôi rồi. À, lên lên lên. Cảm ơn. Ôi ôi thơm vãi. Lâu lắm rồi mới được một bữa cơm ra hồn đấy. Ôi dồi ôi thịt. Em đứng rồi. Mày không ăn thịt à? À, tao không ăn đâu, còn mày ăn đi. Tao đang giảm béo. Ôi trời, hôm nay mày toàn ăn mì tôm rồi, ăn đi. Đi đi. Đây, mì tôm cọc to này cơ. Có cái gì mà đây này, ăn đi anh này. Ừ, không ăn đâu. Tao ăn rau thôi, ăn đây ăn rau. Ăn rau là... Ăn đi, hai thằng tao ăn mà mày không ăn. Nên, 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 tao bóng. Tao đang ăn rau để thanh lọc cơ thể. Chứ không thì tao ăn thịt bây giờ này. Ăn thịt tao bị đéo lắm. Mày biết rồi. Mày biết gì? Mày biết cái gì? Mày đúng là thằng bạn tốt của bọn tao hả? Mày béo mà tao gầy thì thấy thế thì mà mày nhường thì tao là bạn tốt bọn mày mà. Ăn thịt rồi cũng thế. Ăn tao đi nhá. Thế cho mày đâu với tao thịt. Ngon lắm. Thằng bạn đó có mình ăn thịt ngon nhỉ. Nhưng mà công nhận tao cái thịt này nó cứ thơm thơm, nó ngon hơn thịt bình thường á. Nó khác này. Ờ, nó khác mà. Thức nấu kiểu gì mà ngon thế. Cũng là nấu ngon đúng không? Ăn đi. Đúng rồi. Ăn lên.